Hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với kênh của Iwer Gaming nha. Hôm nay là ngày thứ 145 của cái server 132 của mình. Đấy, cho nên là mình hiện tại cũng vừa lên level 85 các bạn ạ. Đây, cho mấy ông xem nha. Vừa lên được 300 mấy luôn. Do là sáng tôi làm nhiệm vụ của các bạn. Đấy, thì tôi có vào tôi nhận SS thôi. Thành ra là nó lên level nào tôi cũng không hay các bạn ạ. Rồi, thì sau khi mà lên level 85 rồi, chúng ta sẽ có một cái điều đặc biệt, đó chính là mở khóa cái phần ô chi viện thứ hai. Vậy thì cái mục đích của video ngày hôm nay đó chính là đi tìm xem cái vị trí nào sẽ phù hợp nhất trong cái dàn chi viện này đây. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu thử ha. Thì trước đó là mình đã có một cái con chi viện Risa rồi. Đấy, do là team của mình chưa có trân các bạn. Và sau khi mà mình đã lấy trân về rồi thì bây giờ chúng ta sẽ có một con chi viện rất là phù hợp. Đó chính là chi viện Bumazin dành cho anh em nông dân nhá. Đây là một cái chi viện sau này mà chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều. Kèm theo đó là chi viện của Risa. Và thật sự là trong cái dàn chi viện thì chúng ta có rất nhiều con có thể chơi được cho anh em nông dân. Chẳng hạn như Spirit cũng được này. Thì Spirit khi mà lên được 5 sao rồi, các bạn nâng lên được cam rồi thì chúng ta có thể chơi cũng được. Và Spirit cũng là một cái tư chất 14 khá là ngon. Các bạn có thể chơi khi mà đổi được ở trong cái phần này. Đấy. Thì hiện tại tôi đang có cho mình được 103 cái hồn chi viện Spirit rồi. Và vẫn còn đang dư 553 cái phần xu vàng này. Đấy, để mà mai mốt tôi đổi luôn. Thì mấy mốt tôi sẽ chơi cái con chi viện Beros luôn khi nào mà tôi mở được khoảng đâu đó 3 ô chi viện, kèm theo đó là cái phần trong đấu trường liên server các bạn. Nó sẽ mở cho các bạn 6 lot tổng cộng chi viện luôn. Đấy, thì các bạn sẽ bắt buộc phải chơi hết tất cả các con chi viện và lựa chọn cho mình những con chi viện nào phù hợp nhất cũng như là theo cái meta nhất trong cái đội hình của các bạn ha. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đi tới việc đó chính là sử dụng Embumazin để làm chi viện thứ hai thôi. À, trong này thật sự chúng ta cũng còn rất là nhiều con chi viện khá là ngon. Thì hồi xưa anh em có thể chơi con bum ma đâu rồi nhờ, bây giờ bum ma đã mất tiêu rồi nhờ. Đây thì về sau này khi mà một cái tem gọi là quá nhiều công đi, chúng ta sẽ có trân này, có cô bốn này, có rô này, rồi có những cái con hệ công mạnh sau này nữa, thành ra là sẽ làm muốn dứt điểm nhanh thì chúng ta sẽ chơi luôn Bumazin này. Tại vì khi mà chúng ta kích hoạt Bumazin các bạn, hiệu quả của nó đây, khi chi viện kèm sát thương thi đốt mỗi lượt mất 2% máu. Đây, 2% máu thì thực sự nó cũng không bao nhiêu, nhưng mà khi mà kết hợp với lại cái phần đốt của trên á, nó cũng sẽ ok hơn. À, kèm theo đó nhiều khi là tự nhiên cái tới lượt người ta, cái người ta chết các bạn. Ôi, cảm giác nó đã gì đâu luôn á. Rồi, chiến binh phe địch hàng sau sẽ giảm 6% lực thủ, tức là hàng sau cái địch nó sẽ bị giảm cố định luôn. Nó sẽ giảm cố định 6% lực thủ luôn các bạn. Và cố định luôn là hàng sau cái địch nha, chứ không phải là hàng trước. Rồi, hàng sau cái địch sẽ phải giảm 6% lực thủ và hàng sau phe ta sẽ tăng 6% lực công. Đấy, thì cái búp của chi viện Bumazin hiện tại cũng đang rất là ngon. Và khi mà đi kèm với lại cả cái chi viện của Risa thực sự rất là hợp lý các bạn. Tại vì chi viện của Risa nó sẽ cho các bạn một cái búp khá là hay. Đó chính là có 16% tỷ lệ gây câm lặng mục tiêu. Thì khi các bạn cũng biết rồi đó, khi mà chúng ta có cái phần lợi thế về hiệu ứng thì cỡ nào cái tỷ lệ win chúng ta cũng tăng lên rất là nhiều. Rồi, Saiyan được sẽ giảm 8% lực thủ. Còn về sau này thì các bạn cũng biết là ui dồi ôi, team nào cũng toàn là Saiyan hết các bạn ạ. À. À, rồi, tiếp tục với chiến binh Bumazin. Tiếp theo nữa đó chính là duy trì hiệu quả thiêu đốt cộng thêm một lần. Đấy, tức là thêm một cái lượt nữa, tức là mỗi một hiệp. Hồi trước nó sẽ là một hiệp phóng mông, bây giờ nó thành hai hiệp. Đó rồi, duy trì hai lượt này. Thì bây giờ nó lại cộng thêm một lượt nữa, tức là ba lượt. Trời ơi. Rồi, cái thiêu đốt này sẽ không có hồi nộ, khá là ngon nha. Tại vì giống như thiêu đốt của chân này nó sẽ hồi nộ các bạn. Thì vô tình cái hồi nộ nó có thể hồi nộ nhanh hơn cho mấy con kia. Rồi, hiệu quả tăng công hàng sau tăng lên 12%. Khi mà cái này nó kết hợp với sách chi viện nữa, các bạn sẽ tăng lên một cái lượng công khá là nhiều đó. Rồi, sát thương thiêu đốt tăng 50%. Trời ơi, tăng 50% thì có bao nhiêu đâu. Bây giờ nó 2%, 50% nữa là thêm 1 là 3%. Nói chung là có cũng được, có cũng được các bạn. À, có đỡ hơn không đấy, thì kết hợp với lại trên này nó cũng ok hơn. Rồi thì hôm nay chúng ta cùng nhau đi kích hoạt chi viện của Bumazin nha. Chiến binh đạt level 74 và đạt chất phẩm cam. Trời ơi các bạn, hiện tại của mình đang là 63 rồi. Bây giờ mình sẽ nâng lên level 74 trước đi ha. Mỗi lần mình nâng level nó mất thời gian lắm các bạn ạ. Cho nên là mình sẽ phải đợi xí. Rồi, 69 rồi nè, 70 luôn anh, 4 cái nữa thôi. Tại vì cái bình xếp mình cũng đang đang tích lại cho những cái con kia các bạn. Nên là mình sẽ sử dụng những cái bình nhỏ trước đi ha, cho những cái con phụ. Còn những bình to muốn mình úp cho mấy cái con lớn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lên cho nó phẩm cam luôn. Mua cái này đi ha. Hiện tại đang nhân 2 tính 5 nhưng mà tôi cứ quét cái này trước đi.
hôm qua nhân 2 á mà tôi không có nâng cái phần này. Rồi, ok chưa, lên cam chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đặt cái con chi viện Bumazin này vào. Tôi còn chưa đạt điều kiện gì nữa không ta? Đâu rồi, hình như nằm ở trên rồi các bạn. Chi viện Bumazin. Đây. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ kích hoạt cái phần chi viện đi ha. Mình phải kích hoạt xong mình mới bỏ vào được nha. Cái rương chi viện của tôi đâu rồi, đây sẽ là 50. 50. Chà, bây giờ nó không có cho mình chọn các bạn, phải lít. Khổ thiệt sự đấy chứ. Tại sao thường mình không mở hết? Vì tại vì cái này là một phần là mình để xem là đi từng phần cho các bạn á, nó sẽ tốn bao nhiêu để mà kích hoạt cũng như là nâng lên á. Rồi, kích hoạt ha. Thì mình sẽ cần 2 điểm, ok. Rồi, bây giờ tới cái phần này, rồi mình sẽ mở hết luôn. 150 mấy thật sự là nó cũng không có gì hết rồi. Mở hết nha. Rồi, bắt đầu. Đó, lắm. Rồi, thì cái phần lực chiến của mình này, hồi nãy mình bỏ vào mình chưa có nâng đúng không? Chưa có nâng level ha. Lực chiến của mình sẽ là 932k lực chiến. Một tí mình sẽ nâng cái phần level của chiến viện lên cho các bạn xem. Lực chiến tăng khá là nhiều nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ tăng phẩm 2 này, lên 5 này, 12 này. Rồi, 24 để lên cái phần lam 1. 36 lên cái phần lam 2. Ủa, nó lên tím luôn này. Lam 1 xong lên tím nha. Rồi, ok, đây sẽ là cái móc cuối. Ngon thế nhờ. Bây giờ chúng ta sẽ phải cần khá là nhiều nữa để nâng lên cái phần tím 2 các bạn. Visa của mình hiện tại cũng đang nó mở rồi. Đây, mở hỗ trợ tác chiến rồi. Và cái này mình đã nâng mát rồi nha. Thì bây giờ cái này mình cũng sẽ kiếm thêm hồn chi viện của Umazin. Đấy, để mà cho nó lên luôn cái phần tím 2 để đạt luôn cái phần này. Đó chính là hiệu quả thiêu đốt cộng thêm một lượt. Ok. Rồi bây giờ đi lựa chọn sách dành cho con chi viện hệ công này thôi. Đúng không nhờ? Đây nó sẽ là hệ công các bạn, hãy nhớ kỹ nha. Để mua sách nó không có bị lộn. Chi viện hệ công. Rồi, sách thứ hai nha, mình sẽ chưa tạm thời mình sẽ chưa có mua cái phần sách chi viện thứ nhất. Rồi, đây là sách vị trí 1, các bạn nhớ là đừng có mua nhầm nha. Đây vị trí 2 đây, hệ công đâu? Chúng ta sẽ có một hệ công, hai hệ công đây nè. Rồi, cường hóa tấn công cho một chiến binh ngẫu nhiên hàng sau tấn công chiến binh kỹ xảo. Nghe chưa? Rồi cái thứ hai đó chính là ngẫu nhiên hàng sau Feta. Cường hóa hiệu quả phá kích. Phá kích tức là nó sẽ giảm phần tỷ lệ đỡ đòn xuống các bạn. Nhưng mà mình sẽ lấy công đi ha. Lấy cái này đi các bạn ơi. Ok, lượm nè. Chi viện của Magin. Rồi, gắn luôn. Bây giờ hiện tại chúng ta đang chỉ còn có 5 viên đá này thôi. Tinh hoa kỹ xảo thường. Mình sẽ đi bắt cá thử xem mà nó có dư để mình đổi luôn hay không nhờ. Cường hóa một chiến binh ngẫu nhiên hàng sau tăng 10% công. Trời ơi, tôi chuẩn bị hết cho mấy cái lượt này rồi các bạn ạ. Đâu rồi. À, cái này tôi đổi nha. Rồi, hoài, cái này còn nhiều quá. Đổi như thế này thì phê chứ. Rồi, ok. Như vậy là mình có thể là cũng tôi nghĩ là cũng tăng lên được một lần đấy, một cái level đấy. Đây, tăng được một cái thôi các bạn. Coi như là lên được 11% cái phần tỷ lệ công. Ok chưa? 11% chưa? Rồi bây giờ mình sẽ đổi sau cái này nữa. Sẽ lên được 12, 13, 14%. Rồi sau này khi mà các bạn quay cái phần này nè. Đấy, các bạn mà bỏ ra làm các bạn quay á, chúng ta sẽ được những cái cuốn sách như thế này. Đấy, trong này nó sẽ có sách rất là ngon nha. Nhưng mà phải bỏ đá rồng ra để mà lấy được. Thì sau này mình sẽ tích đá rồng để mình chơi thử một cái event này cho các bạn xem. Rồi ok. Tiếp tục với chi viện Bumazin đi ha. Hiện tại chi viện Risa của mình đang sẽ là level 28. Mình cũng sẽ đi nâng cấp luôn các bạn. Đấy, mình sẽ nâng cấp cho các bạn xem. Đấy, bây giờ lên được level 26 rồi. Ôi, các bạn thấy lên tăng lên nhiều chưa? Hồi nãy chỉ có 932 thôi. Wow, siêu nhiều luôn các bạn ạ. Mà tôi chỉ chưa nâng hết nữa đấy, mới có level 11 thôi. Ngon thế nhờ. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi nâng thử rồi. Bao nhiêu rồi, level bao nhiêu rồi? 26 các bạn ạ. Ui dồi ôi, tăng thế này thì quá nhiều rồi. Tăng thế này thì quá nhiều rồi. Ok, như vậy thì chúng ta cùng nhau đi bích luôn cái chi viện này dành cho con Risa còn lại đi nhờ. Tại vì sao? Tại vì hiện tại Risa đang lên được tím 2 rồi, Bumazin thì vẫn chưa có lên được. Rồi, tăng cấp nhanh đi cho nó dễ. Hết, ôi dồi ôi, không đủ rồi. Còn 444 mình thôi, không đủ nha, mình tích lại đi. Tưởng đâu là nâng lên được nữa chứ.
Như vậy là hôm nay là mình 1932 đi, thì 904 sẽ là 8, 8 với 7 nữa sẽ là 15, 15 với lại 30 nữa. Ui, 45, 45 canh chiến hả các bạn? Phải không? Tôi có tính nhầm gì không? Chưa thấy nhiều á. Ui, làm phát lên hạng 12 luôn này. Dữ chưa? Anh em thấy là hồi xưa tôi sẽ bị thua cái lực chiến của thằng cây nha. Bây giờ tôi lên cái vèo luôn đó chứ. Rồi thế nha. Rồi, chắc nào tí nó đi PK thử xem đi nha. Bây giờ mình sẽ đi làm mấy cái nhiệm vụ xương xương cái đây. Rồi, mình tí sẽ test xem thử cái phần hai con chi viện của mình sẽ như thế nào. Rồi, đấu trường Liên Server thì nó đóng rồi, thành ra là cũng khá là buồn các bạn. Mình sẽ là 23.876, 25.000, ui, anh Sakira lên 25.300 rồi, căng dữ vậy. Anh em dạo này chơi game căng thẳng thế nhờ. Rồi, ok, chúng ta thì có Sakira đây, 5 sao hồng vũ khí, ui dồi, khóc thét luôn á chứ. Rồi, anh này thì cũng là một cái anh đua tiên phong với mình các bạn. Mình sẽ mới mở mấy cái hộp tiên phong ra đi, kiếm mấy cái thức ăn nâng tiên phong lên các bạn ơi. Nhưng mà thật sự hạt mình thì muốn nâng lên nâng rất là dễ các bạn, tại vì cái phần tài nguyên của hạt của mình á nó khá là dồi dào, cho nên là mình không ngại cái việc là mình bung khi nào thôi. Đây, bây giờ chẳng hạn như ví dụ mình muốn nâng tóc lên đúng không, thì nguyên một cái vàng như thế này đi, mình sẽ nâng lên, mình nâng cấp nó lên. Đấy, mình nâng cấp nó lên ha. Hồi nãy nó ra phi thuyền chưa nhở? Chưa ra phi thuyền đúng không? Thế thì mua. Đâu rồi, hồi nãy mình nâng cấp con nào mình quên mất tiêu rồi. Đây, cái này thì mình sẽ quét đi. Đấy, rồi. Level 16, tăng nhanh phát. Đấy, khi mà nó lên được cam này, các bạn nhìn thấy là từ 211 tôi có lại tăng 5 điểm nữa. Như thế là tôi cũng tăng được một ít rồi đúng không? Rồi, cái này lên 4. Đây, nó lên làm cộng 1 này. Đấy, và tôi sẽ nâng lên được 10 điểm tiên phong nữa. Cái này là cái phần điều kiện mà mình muốn lên hay không các bạn. Hoặc là tôi có thể mở cái này cũng được nữa này. Đâu rồi ta? Đây rồi, rương vật liệu này. Bây giờ tôi sẽ mở ra khoảng 300 đi. 314 đi ha. Đấy, nó sẽ cho mình những cái phần nguyên liệu ở phía dưới để mà nâng phẩm lên. Đấy, bây giờ tôi cứ vào tôi nâng thôi. Quan trọng là up cái level mấy con này lên các bạn ạ. Đấy, vào nâng lên thôi. Tiếng 1 này. Dễ chưa? Đây, nâng lên 215, lên được 240 luôn. Quá là hợp lý. Đấy, nói chung là cái của mình bây giờ muốn nâng tiên phong lên thì dễ lắm, mình cứ nâng mấy phẩm này lên thôi. Nhưng mà tại vì mình để lại làm nhiệm vụ hàng ngày luôn á. À, cái này tăng lên được 1 thôi này. Wow, ăn nhanh được luôn thì cho nên luôn đi chứ. Chỉ có một cái là những cái con này chưa lên được cái phần sao nhiều thôi. Đây 85 nè, chưa có đủ mạnh để nâng sao lên, còn ở dưới đây là đủ hết rồi. Chứ mà nâng sao lên nữa thì của tôi cũng ngon phết đấy chứ. Rồi, hiện tại là mình đang 23.941. À, mình cũng khua một tí. Nhưng mà thôi, không sao. Mình sẽ đi PK thử đi ha. Chà, anh em ai cũng cao hơn tôi hết nhờ. Mình sẽ đi PK với anh Jin thử. Test thử xem cái phần chi viện thôi nha. Đây, trên nổ đầu này. Kích hoạt chi viện của cái con Visa trước này. Giảm thủ xe gian. Đấy. Rồi, chi viện của mình xin ra. Vừa thiêu đốt này, vừa tăng công cho hàng sau này. Lý chưa? Đấy, thế là đi một hàng ngay các bạn. Dạo này game đấu này của tôi nó dễ lắm. Mặc dù tôi nạp thì cũng không có nhiều bằng cái anh. Nhưng mà thật sự là của tôi khi mà chơi chuẩn rồi á, thì cảm giác là nó dễ lắm các bạn ạ. Đấy, lụng kèo liền. Tầm này chỉ có win thôi. Đấy, skip qua nha. Trời ơi, trinh về. Lấy trinh về giống như là đời tôi được khai sáng các bạn ạ. Bên kia có rô 6 sao rồi đúng không? Đâu rồi, Akenjin rồi. Đây rồi, rô 4 5 sao này, rô 6 sao này, hết hồn chưa? Barot 5 6 sao, rồi đây bộ 6 sao luôn. Ad quen của mình vậy mà thôi, cũng tàn chơi được các bạn. Rồi, ok. Như vậy là ngày hôm nay của mình cũng đang khá là tuyệt vời nha. Mình đã lên được một mớ được chiến rất là nhiều. Rồi, phúc lợi thì sao? À, mấy cái này tôi chưa có đi ra. Đây, hôm nay sẽ có rương trang bị luôn. Mình sẽ quay luôn ha. Thì khi mà các bạn chơi rương trang bị á, ở trong này cái phần này nó sẽ có này. Đấy,
Khi mà hết 60 tức là nó sẽ cho các bạn hết nhận cái phần chìa khóa rồi. Thì lúc đó là tôi cũng sẽ dừng luôn. À, tôi quên chỉ cho các bạn cái trick này rồi. Cái trick là để mà các bạn quay chìa khóa cho nó ok. Bây giờ các bạn nhân 1 giùm tôi nhá. Rồi nhân 1 nha. Đấy, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này. Đấy, thì tức là các bạn đã quay qua rồi. Tiếp tục. 1, 2, 3 này, 4 này, 5 này. Đấy, các bạn thấy không? Khi mà nó ra cái phần đá này rồi, 5 rồi đúng không? Bây giờ các bạn 10 cho tôi. Nó lại sẽ ra một cái phần nữa. Đấy, thì thay vì mỗi một lần 10 lần nó sẽ cho các bạn một viên thôi. Bây giờ chúng ta có cái trick này, chúng ta kiếm được khá là nhiều đá thức tỉnh luôn á. Rồi bây giờ mình thử tiếp tục nha. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này. Rồi các bạn tiếp tục mở. Đấy, như thế này thôi, các bạn cứ tiếp tục tính tới. Nhưng mà theo mình á thì nó cũng sẽ tính là 10 một lần thôi các bạn. Tức là nó sẽ chia ra hai bộ phận á. Cái này nó vẫn là tính là 10 lần và bên đây nó cũng tính là 10 lần. Nhưng mà khi mà các bạn muốn chơi như thế, các bạn sẽ có được cái phần đá thức tỉnh nhiều hơn trong cái giai đoạn mà các bạn cần các bạn. Đấy, bây giờ tôi đang quay được bao nhiêu rồi nha? 55 rồi. Rồi thêm 5 lần nữa đi ha. Cho đủ luôn. Á, à, bao nhiêu rồi nhờ? Ok, vừa đủ 60 nha. Tôi tưởng nó tôi bấm nhầm các bạn ạ. À. Đấy, như thế là tôi đã được hoàn lại được 15 phần chìa khóa rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ đi đấu boss thế giới, hiện tại thì chưa có mở nha. Level 90 thực sự nó rất là xa các bạn. Bây giờ thì vào tranh đoạt đó rồi. Hôm qua mình vừa nhận được cái phần điểm. Đây, 600 này. Thì ở đây tôi đang có là 400. Mua luôn cái phần solo này luôn. Đây, tôi đang có 220 này lượm luôn. Ôi, bảo hộ với cả tử chiến như thế này thì ngon quá. Rồi, mai mốt mình sẽ thay từ từ với cái viên tính này vào các bạn. Các bạn nên chừa lại những cái phần run này lại nha. Các bạn đừng có tắt sớm. Tại vì sau này nếu mà các bạn muốn kích hoạt cái phần ấy nhưng mà các bạn lại không có thì nó lại uổng lắm. Bây giờ tôi đang còn nguyên một cái bộ phần kích không chế tím này. 2, 4, 5, 6. Đâu rồi, tôi qua của tôi rồi. Ai cũng đang tím đỏ hết rồi, không có cần phải thay nữa. Ok, như thế này là đẹp rồi các bạn á. Hiện tại nếu mà so về cái phần level 85 á, các bạn nhìn thấy lại của tôi sẽ khá là đẹp về cái phần rune ha. Tôi cũng nguyên một bộ phần kích không chế này. Một bộ tấn công chí mạng, hai bộ tấn công chí mạng. Cái này là gần full rồi nha. Đây, hai bộ tấn công chí mạng nè. Đây là gần ba bộ nè. Và chưa trùng lại một cái viên nào tấn công chí mạng nữa. À, nói không, mình có cái viên 3 đang nằm trơ trơ các bạn. Vẫn còn đang dư một viên 3 nhá. Rồi, ok, thì nội dung hôm nay của chúng ta đó chính là đi tìm về cái chi viện của Machine này. Cũng như là sắp tới nếu như mà mở chi viện nữa thì tôi sẽ nghĩ đến cái việc đó chính là quay cái chi viện Kale. Nhưng mà hiện tại nó chỉ mới đến cái chi viện của Broly thôi. Rồi, mai mốt chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi ha. Tầm khoảng 30 mấy ca đá dành cho một cái em chi viện Kale tím 2 cũng được. Bây giờ để xem tích thử đá xem tới lúc đó mình có đủ cơ hội mình quay hay không. Tại vì hôm bữa mình gần như cũng đang có cho mình được bao nhiêu cái phần hồn chi viện của Kale rồi á. Chưa kích hoạt được hết. Mình chưa hôm bữa cái phần thể lực mà mình chỉ đổi được khoảng 40 hay 50 phần hồn chi viện gì thôi à. Đâu rồi ta? Bây giờ nó nằm ở đâu rồi nhỉ? Đây. Đây tôi chỉ đổi được có 60 thôi. Bây giờ muốn quay 40 xong rồi kích hoạt hết 100. Rồi sau đó nâng lên nữa thì chắc tôi nghĩ cũng phải tốn 40-50 cả đá gì đấy. Chà, bằng hết một con triệu hồi rồi nhờ. Ôi, tôi đang còn dư một cái huy hiệu xanh này. À, hết rồi, mát rồi. Ok, rồi thì cái đợt thể lực tới tôi sẽ đổi một cái cuốn sách nhìn cho trên luôn để nó cộng 15% công ở đây. Bây giờ hiện tại là mình chưa cần phải nhanh lắm. Tại vì trên hiện tại của mình nó có rất khỏe rồi. Rồi, thì cái video của mình hôm nay cũng ngắn gọn thôi. Cảm ơn anh em đã dành thời gian để theo dõi video của mình và chúc anh em một ngày thật là vui vẻ nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở video sau.